Xin chào mừng các bạn đang đến với chương trình giới thiệu nghệ sĩ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình được phát định kỳ vào mỗi chiều thứ hai hàng tuần lúc 15 giờ 25 phút. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng gặp một nhạc sĩ trẻ hiện nay được rất nhiều các bạn trẻ yêu mến và đã là người được gọi là người tạo thành hit cho các ca sĩ như là Thủy Tiên, Trung Quân Idol, vân vân. Và những ca khúc của anh như là Bốn Chữ Lắm, Chạy Mưa, Giấu Mưa, vân vân. Gần đây nhất là một ca khúc mà các bạn trẻ rất là yêu mến, đó chính là Bốn Chữ Lắm. Vâng, chúng tôi xin giới thiệu nhạc sĩ trẻ Phạm Toàn Thắng. Xin chào anh Minh Khánh, cũng như là cho Thắng gửi lời chào đến tất cả các khán giả của chương trình giới thiệu nghệ sĩ của Đài Truyền hình Long An ạ. Vâng, lúc nãy thì Khánh giới thiệu Thắng là một người tạo nên hit cho rất là nhiều ca sĩ, giống như là tên tuổi của họ gắn liền với những ca khúc đó. Như thế thì có hơi quá hay không? Thắng cũng nghĩ rằng là mọi người dạo gần đây thì mọi người hay gọi Thắng với một cái đấy là hit maker, là người tạo hit. Thực ra thì đó cũng là một cái vinh dự với mình, nhưng mà từ đầu thì Thắng cái mục tiêu mình viết nhạc đó là để mà mình thể hiện cái cảm xúc của mình là thứ nhất. Thứ hai nữa đó chính là thử nghiệm những cái sáng tạo mới mẻ của mình, cũng như là cho mọi người thấy một cái góc nhìn âm nhạc của riêng Phạm Toàn Thắng. Thì những nghệ sĩ đó đến với Thắng như là một cái cơ duyên, và họ đồng cảm được với âm nhạc của Thắng, và họ đã cất lên những cái lời ca tiếng hát đó, và rất là may mắn khi những ca khúc đó đã chinh phục được lòng người. Và Thắng nghĩ đó là một cái sự bổ trợ lẫn nhau. Nếu như mà không có Thắng thì những ca sĩ đó sẽ không có những ca khúc này. Nhưng mà nếu không có những người ca sĩ đó thì những ca khúc của Thắng sẽ không thể nào mà vươn xa, vươn cao đến được. Đúng rồi. Thắng nè, bạn bắt đầu sáng tác từ năm bao nhiêu tuổi, và cái cơ duyên nào đưa bạn đến cái công việc sáng tác này ạ? Câu này Thắng hay được hỏi đó. Thật ra thì có lẽ là nhiều bạn nếu mà đọc những cái bài viết ở trên mạng hay là coi thông tin qua những cái chương trình khác thì cũng đã biết rồi. Thì Thắng cũng nói ngắn gọn thôi, thì Thắng bắt đầu mà thích âm nhạc á là từ hồi tiểu học. Tiểu học rồi nhỏ mình đã cái kiểu mà giống như là lẩm bẩm rồi nghĩ ra những giai điệu rồi viết thử ca từ cho nó thôi, nhưng mà mình cũng chẳng suy nghĩ nhiều. Nhưng mà bắt đầu vào đến lớp 11, cấp 3 thì Thắng mới viết những cái ca khúc gọi là chỉnh chu đầu tiên của mình. Và từ đó mình có cái suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc viết nhạc. Và chính cái sự thành công đầu đời của ca khúc Cô Bé Mùa Đông đã khiến Thắng cảm thấy rằng là thì ra cái việc mình viết nhạc nó cũng đến được với người nghe đó. Cũng không tệ lắm. Năm đó thì Thắng bao nhiêu tuổi ạ? Cô Bé Mùa Đông thì Thắng viết vào lớp 12. Là lúc đó như 17 tuổi, 17, 18 tuổi ấy. Nhưng mà chính thức mà đưa cho mọi người up lên mạng, cho các cộng đồng mạng nghe á, là Thắng nhớ đó là vào tháng 10 năm 2005. Và tính đến nay là đúng là cũng tròn 10 năm rồi. Khi xưa thì Thắng có hát hay không? Đến tận bây giờ hát cũng đâu hay. Nhưng mà bởi vì Khánh hỏi gì là thật ra là tại vì thật ra thì hồi xưa thì Thắng là một cái người không có một cái giọng hát bẩm sinh, mà còn bị mắc về tật khuyết điểm về lưỡi nữa. Lưỡi Thắng là bị ngắn, cho nên thành ra là khi mà hồi xưa thì hát vì phát âm nó bị đớt lắm. Nhưng mà sau này thì mình tập hát riết rồi thì mình cũng đi hát ở các phong trào thì nó đỡ hơn nhiều. Nên bây giờ thì cũng chưa hẳn là giọng hát nó hay, nhưng mà được cái bảo đảm nó sẽ lạ, không giống ai đâu. Nhưng mà cái thời điểm đó thì bạn có tham gia các phong trào ở trường hoặc là ở phong trào đoàn hay là ca hát hay không, là chị hay là chỉ tập trung vào việc sáng tác thôi? Thắng tham gia rất là nhiều. Nói chung với Thắng thì sáng tác là để mà thể hiện cái cảm xúc của bản thân mình thôi. Mình cũng không phải là quá gọi là nghiêm trọng hóa vấn đề hay là phải đặt nặng nó quá, thì có hứng thì biết. Còn Thắng tham gia rất nhiều phong trào, Thắng là bí thư đoàn nè, rồi làm rất là nhiều công tác ở trong lớp cũng như là trong trường. Thắng tham gia nhiều phong trào ở ngoài lắm, như là Mùa Hè Xanh, Tiếp Sức Mùa Thi hay rất nhiều thứ như vậy. Thì Thắng nghĩ rằng là chính những cái trải nghiệm đó khiến cho cái vốn sống của mình nó nhiều hơn, cũng như là cái cách nhìn nhận của mình về những vấn đề trong cuộc sống nó khác tất cả mọi người, cho nên thật ra nó mới hình thành được cái phong cách âm nhạc của Thắng như bây giờ. Nhưng mà thật ra thì Thắng thấy khi mà Thắng biểu diễn trên sân khấu á, thì Thắng vẫn cảm nhận được cái sự niềm đam mê của bạn khi mà thể hiện một cái ca khúc nào đó, mà đặc biệt là những ca khúc do Thắng tự sáng tác. Như thế thì nếu mà nói về cái lĩnh vực sáng tác hoặc là về việc ca hát đi, thì Thắng yêu thích cái công việc nào hơn? Thắng yêu thích cả hai. Thứ nhất, sáng tác để mà nói lên tâm tư, tình cảm của mình. Còn hát là để cho bản thân bùng nổ cái chuyện đó ra. Đến tận bây giờ như tất cả mọi người thấy, như là Khánh thấy, như là khán giả thấy, thì mặc dù thì Thắng cũng thỉnh thoảng hát đó, nhưng mà Thắng không có đặt nặng quá cái việc là mình phải chạy show như thế nào, mình phải trở thành một người ca sĩ rồi ăn mặc lụa là ra sao hết. Thắng vẫn hát, Thắng vẫn với những người bạn, và Thắng vẫn ra những sản phẩm của bản thân mình rất nghiêm túc và rất chuyên nghiệp.
Nhưng mà đó là để làm gì? Để mà thứ nhất là để Thắng bớt cái sự lười biếng của bản thân mình, bởi vì Thắng rất là lười. Và thứ hai nữa là có những cái ca khúc ấy, nói sao nhỉ, nó quá riêng tư, hoặc là nó có một cái điều gì đó nó khá là mới mẻ, nó quá lạ, thì có nhiều ca sĩ vẫn còn ái ngại để thử nghiệm nó, cũng như rằng là bởi vì cái sự riêng tư quá trong ca khúc của mình thì những người ca sĩ họ cũng ngại đi khi mà để hát những ca khúc đó ra, sợ nó không truyền tải hết được. Thì chẳng lẽ giờ mình bỏ uổng không, lỡ sáng tác rồi lỡ sáng tác rồi bỏ uổng quá. Cho nên thành ra là cứ tự làm nhạc, rồi tự mình hát, tự thu âm, rồi có thể cho mọi người cùng nghe, và biết đâu sẽ có những người thích. Ví dụ như ca khúc Vẽ của Thắng được rất là nhiều người bạn thích, rất nhiều bạn trẻ thích. Nghe ca khúc Vẽ nó có cái gì đó, nó Khánh cảm giác nha, cái này Khánh nói thật, bạn đừng có buồn, nhưng mà Khánh có một cái gì nó rối rắm ở trong đó. Mình nghe phải kỹ, hoặc là nghe rất là nhiều lần để xem là ý tưởng của tác giả khi mà đưa ca khúc đó vào là cái gì. Thật ra là khi nghe ca khúc đó đầu tiên là Khánh cũng cảm giác đúng rồi. Thì đó là những cái ca khúc tương đối là khó cho người nghe cũng như là người trình bày, bởi vì như mọi người biết thì Vẽ là một cái ca khúc có cái phần điệu khúc hát cực kỳ nhanh. Đúng rồi. Và nó cũng cao nữa, chứ nó không phải là cái quãng, nó cũng rất là rộng. Cho nên ra là lúc đầu cũng khó kiếm để ai trình bày lắm. Thì với Vẽ, tại sao nó có quá nhiều điều như vậy, quá nhiều rối rắm như vậy là Thắng viết cái khúc đó khi mà thể nói lên được cái tâm tư tuổi trẻ của mình, khi mà mình vừa tốt nghiệp đại học, mình bước ra đời, mình nhiều hoài bão lắm. Nhưng mà không phải cái gì mình muốn là được, đúng không? Và đôi khi mình sẽ có những cái lúc mình thất vọng. Thì Thắng ca khúc Vẽ cũng vậy, Thắng thể hiện rằng từ một cái cậu bé nhìn đời bằng một cái cặp mắt nó rất là trong lành, nhưng sau đó gặp những cái vấp ngã, gặp những cái khó khăn, và có người ta đôi khi nó bị cuốn theo cái vòng xoay đó. Nhưng cái cuối cùng cái điều mà giữ Thắng lại với âm nhạc là gì, giữ Thắng lại với tất cả mọi người là gì, đó chính là hình ảnh cuối cùng của trong bài Vẽ, đó là Vẽ tôi đang ngồi đây và ôm đàn tôi hát, vẽ tất cả điều này bằng tiếng hát, bằng lời ca. Thì chính điều đó, sau bao nhiêu điều Thắng đã vấp ngã và đã từng trải trong cái cuộc sống, thì Thắng rút được kinh nghiệm vậy. Hãy làm những điều mình yêu thích nhất, hãy vẽ nên cái bức tranh của riêng mình, thì bạn sẽ không lẫn lộn với ai trong cái xã hội này. Khánh sẽ chia sẻ điều này với những người bạn của Khánh khi mà cùng nghe cái ca khúc Vẽ của Thắng. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với ca khúc Bốn Chữ Lắm, một ca khúc mà phải nói gắn liền với tên tuổi của Phạm Toàn Thắng cũng như là Thảo Nhi và Trúc Nhân, và được rất là nhiều các bạn yêu mến trong thời gian qua. Nhưng mà nói về ca khúc này thì có lẽ là Khánh cũng chia sẻ trên những cái trang thông tin hoặc là trên TV thì Khánh cũng đã xem nhiều rồi. Tuy nhiên để nói lại cái thành công của ca khúc này, Khánh có thể điểm qua những cái nét nào đó để khán giả có thể nhớ hơn về ca khúc Bốn Chữ Lắm không? Như Khánh chia sẻ thì Bốn Chữ Lắm ra đời một cách nó rất là bình dân, nó không có gì quá ghê gớm cả. Đúng là Thắng có lấy cái cảm hứng từ cái cốt truyện là Hòn Bụng Phu, là nói về cái tình yêu xa cách. Nhưng mà đơn giản cái khúc đó ra đời mà khi Thắng và cả nhà Thắng thì xin đi karaoke chung với nhau sinh nhật ông ngoại, thì mọi người đồng thanh hát với nhau ba ca khúc Hòn Bụng Phu, nhạc sĩ Lê Thương, thì Thắng cảm thấy cái khung cảnh nó rất là dễ thương. Từ cái chủ đề Hòn Bụng Phu là một tình yêu xa cách, nhưng Thắng lại không muốn diễn tả cái gì đó nó buồn quá, nó bi lụy quá, thì Thắng nghĩ rằng là đem cái sự dễ thương của gia đình mình vào ca khúc đó. Và thế là Bốn Chữ Lắm ra đời, viết về nỗi buồn cho nó rất là tươi. Là Thắng có một cái câu là nói ca khúc về Bốn Chữ Lắm thì đó là đơn giản chỉ là một ca khúc thể hiện một cái nỗi buồn thật là tươi thôi. Ca khúc đó ra đời sau bao nhiêu lâu ấp ủ ạ? Thật ra ca khúc đó Thắng viết vào năm 2012, viết nhanh lắm, tức là ý tưởng thì mình có trong đầu, nhưng mà thực ra cái khúc đó Thắng viết trong vòng có 15 hay nửa tiếng. Nói chung là khi là mình đã có ý tưởng, mình đã có cảm xúc rồi thì mọi thứ nó tuôn ra rất là nhanh. Và khi đó là những cái mà mình đã tích lũy được từ rất lâu rồi nhưng mà mình chưa cầm bút lên được. Nhưng mà đã lúc cầm bút rồi thì nó rất là nhanh thôi. Thì Bốn Chữ Lắm ra đời chỉ đơn giản rằng là trong một cái buổi ngồi cà phê với bạn bè, và thế là mình có hứng lên và ôm đàn rồi viết nguyên cái khúc đó ra. Và các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Bốn Chữ Lắm qua tiếng hát của Trúc Nhân và Thảo Nhi. Và có thể không phải cần nói nhiều, đó là một sáng tác của Phạm Toàn Thắng, một ca khúc mà đã đưa tên tuổi của Thắng gần đến khán giả nhiều hơn và đặc biệt yêu mến những ca khúc của anh hơn. Thắng nào, khi mà thì bạn đã nói đó, làm âm nhạc thì cứ khi mà sáng tác thì mình cứ thoải mái, cứ dung dị, cứ để nó gần gũi hơn với mọi người thôi, còn làm nhạc thì mới nghiêm túc. Tuy nhiên thì bạn có nhận theo viết nhạc theo đơn đặt hàng hay là ca sĩ đến thì bạn chọn mặt gửi bạn ca sĩ đó sẽ hát những ca khúc của mình? Chị nhận theo đơn đặt hàng thì chắc chắn là phải có rồi đó, tại vì không có sao kiếm tiền được.
Thực ra thì cái chuyện mà đơn đặt hàng á, nhiều người ngại nói ra rằng là tôi không viết theo đơn đặt hàng gì, tôi giữ giá trị nghệ thuật gì đó, thì thực ra nó cũng mô típ lắm. Nhưng mà thật ra thì Thắng thấy là chuyện viết theo đặt hàng nó không có quan trọng gì lắm. Ví dụ như là nếu như là một người ca sĩ hay là một nào đó từ họ, một câu chuyện của họ, một ý tưởng từ họ mà khiến cho bản thân mình cảm thấy rằng à tôi có thể làm được, thì đó vẫn là một điều tốt. Trong phải trong cuộc sống chúng ta không phải lúc nào mà chúng ta ngồi tự nghĩ ra, tự cảm nhận ra là nó ra, mà đôi khi chúng ta cần có sự tác động. Thì đôi khi chính những cái người tìm đến với mình phù hợp với âm nhạc của mình và cho mình rất nhiều ý tưởng, thì Thắng vẫn nghĩ đó là những người khách hàng rất tốt, mà là những cái người khách hàng mà Thắng rất là yêu quý và họ hãy đến nhiều với Thắng hơn. Còn với việc lựa chọn ca sĩ thì Thắng thích là Thắng cũng không hẳn gọi là lựa chọn, nhưng mà Thắng biết rằng là cái âm nhạc của Thắng thì nó cũng dễ nghe, nhưng mà nó thực sự nó không có dễ hát lắm, thực sự là như vậy. Cho nên thành ra là những cái người ca sĩ đến với mình thì Thắng thích chọn những cái giọng ca đó thực sự phù hợp với ca khúc của mình hơn, thay vì là danh tiếng của họ. Bởi vì Thắng nghĩ rằng là một bài hát hay phải là do một cái giọng hát thực sự là phù hợp thì nó mới thể hiện được hết cái bản chất của bài hát đó. Nói là Khánh hiểu liền, có nghĩa là khi mà bốn chữ lắm thì Khánh có thể ngân nghe được, nhưng mà vẽ thì chắc là phải luyện một thời gian lắm. Thật ra cái chuyện mà bốn chữ lắm á nha, tức là mọi người có thể hát theo được, nhưng mà để hát hay được đó là chuyện khác. Đó thì Khánh nói Khánh hát được thôi, còn hát hay là một chuyện hoàn toàn khác nữa. Thông thường bây giờ thì Khánh thấy là nhiều người nhạc sĩ ha, họ ngoài những cái sáng tác thành công thì họ lưu ý đến việc mà đào tạo những cái ca sĩ trẻ hoặc là ca sĩ trẻ đến với họ để có thể tạo một cái, giúp họ làm một cái album hoặc là có một cái bài hit dành cho họ. Thắng có bao giờ nghĩ chuyện đó? Cũng có nhiều người tìm đến Thắng, nhưng mà thật khó để Thắng có thể đảm bảo rằng cho họ rằng là cái việc mà Thắng viết ra một ca khúc nó sẽ là hit. Bởi vì cái việc mà để trở thành một ca khúc hit ở Việt Nam của mình thì nó cũng mông lung lắm. Thực ra nó cũng có một cái công thức nhất định đấy, nhưng mà nó sẽ dẫn đến bị xáo mòn. Cho nên ra là ok, một người ca sĩ nào đi đến Thắng thì Thắng quan trọng rằng là người đó dám thử nghiệm với Thắng, làm những cái điều gì đó hợp với họ nhất. Khi mà mình nghe chưa biết rằng là nó sẽ có đại chúng hay không, nó có hit hay không, nhưng mà nó phải thể hiện được hết cái bản chất của người ca sĩ đó, thì Thắng sẽ làm với những người như vậy. Hồi đó tại sao mà hồi lúc mà Thắng đưa Dấu Mưa cho Trung Quân thì nó cũng không thể nào biết được rằng nó hit hay không, mà thực ra lúc đầu mới ra nó cũng chẳng hit, và từ từ đến Thắng thường thường thì nó mới hit. Và Trung Quân lúc mà hát cái khúc đó đã mắng Thắng rất là nhiều, nói anh biết cái gì mà nó cao quá, em hát không được, mỗi lần mà em hát live ca khúc đó giống như em đang tập thể dục vậy đó, em rất là mệt. Nhưng mà rốt cuộc thì chính nhờ tập thể dục đó mà từ ca khúc Dấu Mưa mà Trung Quân mới nổi tiếng lên như bây giờ. Hay là Trúc Nhân với Thảo Nhi cũng vậy, lúc mà làm bốn chữ lắm thì mình cũng chẳng biết rằng là nó sẽ hit hay không, bởi vì cái dòng nhạc đó nó không phải là dòng nhạc mà đại chúng thường nghe. Cái này chắc là Khánh cũng đồng ý với Thắng. Chỉ đơn giản rằng là Thắng thấy là giọng Trúc Nhân đặc biệt, giọng Thảo Nhi cũng có sự đặc biệt, và khi Thắng nghĩ rằng hai giọng ca này kết hợp với nhau trong một ca khúc như thế này, nó sẽ trở thành một ca khúc đặc biệt. Và Thắng nghĩ rằng nó chỉ là đặc biệt thôi, còn sự thành công đó có thể là một sự nhờ, một phần là nhờ may mắn. Thắng còn nghĩ là Thắng cũng có những người bạn chung, ekip chung với Thắng, họ đã giúp Thắng tạo cái ca khúc bốn chữ lắm hoặc là những cái ca khúc khác nó thành công hơn. Nhưng mà Thắng nghĩ rằng là hiện giờ ở chúng ta sống ở một cái thời đại nó cần một cái làm việc không phải chỉ một mình, mà nó cần phải có sự cộng tác của rất nhiều người. Và Thắng rất là đề cao việc làm việc tập thể, bởi vì khi bạn làm một việc một ekip, bạn sẽ làm được cái việc bạn giỏi nhất, và những cái việc bạn không giỏi thì bạn để cho người khác giỏi hơn. Khánh được biết là bạn có hai ca khúc nói về mưa, Thắng cũng đã nói đó là Chạy Mưa và Giấu Mưa. Bạn có dự định sáng tác một ca khúc nào về mưa không? Bởi vì nếu mà so với những cái ca khúc hiện nay, hầu hết những ca khúc mà dính tới mưa đều khá nổi tiếng và được nhiều người biết. Thắng có bao giờ nghĩ là mình sáng tác tiếp một cái ca khúc nào thời tiết vậy nữa không? Thì chừng nào mà mình bị mắc mưa đi là mình sẽ viết chậm nắng. Nắng chậm nắng thì sẽ viết nắng chứ sẽ viết mưa. Chạy Mưa hay Giấu Mưa thì viết ra đời cũng vậy, trong một cơn mưa thôi. Thì mọi người nếu mà nghe Chạy Mưa với Giấu Mưa chắc mọi người không nghĩ cùng người viết đâu, vì hai bài đó trái ngược nhau lắm. Nhưng mà thật ra thì cái chuyện thời tiết á, thì nó cũng ảnh hưởng người Việt Nam của mình nhiều. Tức là người Việt Nam mình thì
sau cứ mưa thì mọi người đều tâm trạng hết á. Và mỗi lần Thắng thấy là cứ trời mưa xuống là các bạn trẻ sẽ share những cái bài mưa, có thể là dấu mưa, có thể là chị mưa, có thể là vết mưa, cũng có thể là chuyện mưa chẳng hạn, sẽ đầy khắp Facebook vậy đó, và nói rằng là mưa sao mưa hoài, mưa sao buồn quá, rồi cứ đăng những cái status những dòng đó. Thì đó cũng là một trong những cái lý do mà tại sao những cái ca khúc nào mà có dính đến mưa thì nó lại có một cái sức lan tỏa rộng là gì, tại vì do các bạn cứ buồn buồn cứ dính mưa thì buồn, đúng rồi. Dạ, bây giờ thì ca khúc tiếp theo mà Thắng muốn giới thiệu đến khán giả đó là một ca khúc gì ha? Đó là cái ca khúc mà Thắng cho rằng là khó hát nhất của Thắng, là ca khúc mà Quân nó hay mắng Thắng lắm rồi đó các bạn, mỗi lần hát nó tập thể dục. Ừ đúng rồi. Mời mọi người đến với ca khúc Gió Mưa qua giọng ca của Trung Quân Idol. Dạ các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng. Nhưng mà bây giờ mình nói về chuyện ca hát đi Thắng ha. Cái chị mà Thắng hay bị chỉ trích đúng không? Ok. Một ca khúc mà Thắng bắt Trung Quân Idol hát mà phải tập thể dục đó, thì Thắng có bao giờ tự thử thách với mình là một ca khúc mà mình sáng tác mà mình hát rất là khó khăn nhưng mà phải chinh phục được nó không? Thực ra thì đó là Gió Mưa đó, thì trước khi mà đưa cho Trung Quân Idol thì Thắng phải hát demo cho Quân mà. Đó cũng là một cái ca khúc khó hát. Vẽ, Thắng nói theo bản thân Thắng thì vẽ với lại Gió Mưa là hai ca khúc khó hát nhất của Thắng. Bởi vì vẽ thì cái tiết tấu rất là nhanh và mọi người cần phải giữ cục hơi rất là vững. Còn Gió Mưa thì bị cái quãng nó rộng lắm. Cho nên thành ra mà giọng ai mà không có cái quãng đó là bó tay rồi. Thắng có quãng đó không? Thắng có cái quãng đó. Thắng được cái là cái quãng Thắng thì Thắng giọng mà Nam Trung thôi, nhưng mà Thắng được cái Thắng hát falsetto được, giọng giọng gió nhiều lắm được á, cho nên thành ra những cái chỗ nào đó mình ăn gian được. Mà để ý coi những ca khúc của Thắng sử dụng giọng gió rất nhiều đúng không? Chính xác. Nhưng mà gần đây thì Thắng có nghĩ là đôi lúc là tại vì Thắng nói Thắng cũng tham gia rất nhiều hoạt động xã hội cũng có, hoặc là những cái chương trình ca nhạc cũng có, thì ít ra bạn cũng nên tạo cho mình một ca khúc nào đó riêng cho mình, một ca khúc hit cho mình chứ. Thật sự thì tại vì những cái ca khúc mà Thắng tự hát thì từ nó hơi sương sương, nó hơi gai góc, mà Thắng bảo rằng là tại các ca sĩ không ai chịu hát hết, cho nên thành ra là nó không phải là những cái khúc nó quá dễ nghe và quá đại chúng với mọi người. Cho nên thành ra là thật cũng khó để mà gọi là thế nào gọi là hit. Nếu mà gọi là hit mà của Thắng trước giờ chắc là ca khúc Vẽ, tại vì các bạn sinh viên biết rất là nhiều, có lẽ nó không phải là quá đại chúng như là Bốn Chữ Lắm hay là Dấu Mưa, nhưng đó là một cái ca khúc mà khi Thắng đi đâu á, đến các trường đại học hay các chương trình thì đường hay được yêu cầu hát lắm, bởi vì các bạn trẻ rất là thích nói lên những cái tâm tư tình cảm của các bạn. Còn chuyện hát thì Thắng không có phải là cái kiểu mà thay đầu tư đi hát chạy show đâu, nhưng mà lâu lâu thì cứ khoảng 2 tháng 3 tháng gì đó cái tự làm một cái mini live show riêng của mình luôn. Đối tượng của Thắng là ai? Những người thích âm nhạc của Thắng. Đủ mọi thành phần lứa tuổi hay không? Đúng rồi, thành phần. Thì khi mà Thắng có làm những cái mini live show thì các bạn trẻ cũng có, nhưng mà những người lớn tuổi hơn ba mấy bốn chục tuổi cũng có người tới nữa. Nhưng mà cái khi mà Thắng làm những mini live show đó thì cái điều đặc biệt đó là cái việc là Thắng hát là còn một chuyện rồi, nhưng mà thứ hai nữa đó chính là mấy bạn sẽ được nghe những cái ca khúc mà không bao giờ các bạn được nghe trên thị trường. Bởi vì Thắng sẽ hát được rất nhiều những cái ca khúc lạ ở trong đó, và không phải ai cũng nghe được những cái dòng nhạc đó, nhưng mà những người đến đó thì họ khá là thích thú với những ca khúc như vậy. Thích thú lạ nhưng mà thích thú có nghĩa là những họ rất là yêu mến Thắng. Bạn có nghĩ là họ tại vì họ yêu mến Thắng thì họ thích luôn ca khúc đó hay không, hay là do là ca khúc đó nó hay thì họ mới thích? Đơn giản thì trước mắt là họ phải thích cái gu âm nhạc của mình chứ nè. Thắng nghĩ là cái gu âm nhạc, cái âm nhạc của Thắng thì mọi người thấy nó rất là bình dân, nó có gì đó nó chút hơi bụi đời một tí. Thì những người thích cái dòng nhạc như vậy, những cái dòng nhạc bụi phủi như vậy, nói về đời, nói về con người phủi bụi, thì họ từ khi thích cái gu âm nhạc của mình thì họ đến, họ nghe những cái mini live show của mình, và đến đó thì họ cũng nghe được những ca khúc như vậy. Đương nhiên một ca khúc mới trình diễn chứ chắc là mọi người sẽ thấm được liền, nhưng mà 10 người nghe thì chắc là 1-2 người cũng sẽ có người thích và có người sẽ không thích, nhưng mà chắc chắn họ sẽ không thể phủ nhận được một điều, thì đó là một cái phong cách rất là Phạm Toàn Thắng và không lẫn lộn với ai được. Thắng thì nói là có nghĩa là cảm hứng thì làm thôi, tuy nhiên là chắc chắn là cũng có những dự định riêng cho cá nhân mình mà có thể chia sẻ được với khán giả truyền hình. Bạn xin mời đọc. Trong năm nay thì theo đầu năm thì Thắng đã nói đó là Thắng sẽ tích cực kiếm tiền. Đó giỡn thôi. Cách nào ạ? Có rất là nhiều công việc làm, ví dụ như làm nhạc phim này. Nhạc phim. Rồi nhạc quảng cáo. Hiện nay thì bạn có làm nhạc phim cho một bộ phim này không? Sắp tới thì
mọi thứ thì nó chỉ trên là dự định thôi, chứ cũng cũng chưa có chắc chắn lắm. Thì nó sẽ là một phim của một phim truyền hình và một phụ phim điện ảnh. Thì chừng nào chắc chắn thì hắn sẽ nói, chứ còn giờ chưa chắc chắn lắm nên chưa dám khẳng định. Chỉ nói là đang bàn bạc, nói chung là đang bàn bạc. Ngoài ra thì làm những cái job về quảng cáo, về này nọ, thì hắn nghĩ đó là cái nguồn thu nhập tốt, cũng như là cách mình trải nghiệm ở nhiều cái lĩnh vực khác hơn, thay vì mình chỉ có thụ động rằng là tôi là chỉ người viết ca khúc thôi. Ngoài ra thì Thắng cũng đang thử cộng tác với những nghệ sĩ trẻ, những nghệ sĩ mà theo Thắng nghĩ rằng là họ có những cái phong cách rất là đặc biệt và phù hợp với Thắng, thì Thắng làm việc riêng với họ. Ngoài ra là có những cái dự án cá nhân, Thắng kết hợp với lại những cái người bạn nhạc sĩ khác của Thắng để làm ra những cái concept album chẳng hạn như vậy. Nhưng mà trong năm nay thì chắc chắn là sẽ không ra mắt kịp đâu. Mọi thứ bây giờ chỉ là một cái sự chuẩn bị, và có thể là sẽ trong năm sau hoặc năm sau nữa thì mới ra được những sản phẩm đó. Trước khi chia tay chương trình thì mời Thắng sẽ giới thiệu một MV cũng như là lời chào gửi đến khán giả của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An. Thật ra thì bây giờ gửi MV Thắng hát thì Thắng không biết là nên gửi cái gì dễ dễ nghe hay là khó nghe nữa, không biết Thắng cái nào mà Thắng thích đi. Thắng nghĩ là Thắng thích khi mà họ đã theo dõi chương trình này mà họ thích, Thắng thích cái gu âm nhạc của Thắng nữa thì họ sẽ vậy thôi, thì để mà cho mọi người dễ nghe hơn một tí thì Thắng gửi ca khúc có tựa đề là Tan Vào Nhau Mãi. Thật ra gửi ca khúc này thứ nhất là bởi vì nó dễ nghe, và thứ hai nữa là bởi vì MV này quay đẹp, Thắng lên hình nó cũng đẹp trai hơn ở ngoài, cho nên nên mọi người coi MV nó cũng không đến nỗi xấu trai quá. Thì như mình... vậy là Thắng nghĩ là mọi người sẽ hơi ngỡ ngàng đó, bởi vì là bây giờ hình ảnh bây giờ nó khác hình ảnh trong MV. Thắng không sợ gì sao? Thì đã sao, con bây giờ người phải thay đổi. Bây giờ không đẹp như MV. Bây giờ Thắng không có make up gì hết. Trong MV thì có make up và có chỉnh màu rồi làm láng mịn da này đó, cho nên chuyện đó phải đẹp hơn là chuyện đương nhiên. Cho nên thành ra thôi, khán giả cứ tập trung xem MV và nghe ca nhạc nha. Còn Phạm Đăng Thắng ở ngoài thì nó rất là bụi đời. Nhưng các bạn thân mến, phải nói rằng hôm nay là chúng ta có một buổi trò chuyện Khánh vô cùng bất ngờ, bởi vì là Khánh nghe những ca khúc của anh ấy mà không bao giờ nghĩ là anh ấy ngoài trò chuyện chân thật cởi mở mà cái gì đó sao gọi là hơi rối rắm một chút xíu như những ca khúc của Thắng. Rất cảm ơn Thắng đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay. Hy vọng rằng khán giả của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An sẽ gặp Thắng rất là nhiều, không chỉ là gương mặt của Thắng mà là những cái sáng tác hoặc là những cái sản phẩm của Thắng, và luôn luôn đón nhận cũng như là ủng hộ bạn. Một lần nữa xin được cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn Minh Khánh, cũng như là xin cảm ơn tất cả các khán giả của chương trình là Giới Thiệu Nghệ Sĩ của Đài Truyền hình Long An đã lắng nghe những cái tâm sự của Thắng, và hy vọng rằng là sau này mọi người vẫn sẽ tiếp tục những sản phẩm âm nhạc từ Phạm Đăng Thắng nhé. Còn bây giờ thì Minh Khánh cùng những người thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.